Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 14 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo Xinhua ngày 12 tháng 8 cho biết, hơn 40.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã phải sơ tán vì lũ lụt khi lượng mưa lớn liên tục đổ xuống tỉnh này. Trong vài tuần qua, Trung Quốc đang phải hứng chịu những trận mưa lớn bất thường ở nhiều khu vực gây ra lũ lụt và lở đất, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng hư hỏng và khiến một số người thiệt mạng. Mưa và lũ lụt ở Trung Quốc xảy ra khi một số nơi khác trên thế giới đang chứng kiến những trận mưa lớn thảm khốc tương tự, làm dấy lên những lo ngại về tốc độ biến đổi khí hậu. Đài truyền hình Trung ương CCTV đưa tin, lượng mưa 300,7mm đã đổ xuống thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên trong khoảng 14 giờ, gây ra lũ quét và đất phá hủy nhà cửa. Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp về mưa lớn và một số khu vực đã báo cáo lượng mưa kỷ lục. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, quận Ganyun thuộc tỉnh Giang Tô có lượng mưa 275,4mm trong đêm ngày 10 tháng 8. Thị trấn Hạ Đài ở tỉnh Quảng Đông có lượng mưa hàng ngày trung bình 439mm. Nhân viên cứu hộ sơ tán những cư dân bị mắc kẹt trên một con phố ngập nước sau trận mưa lớn ở Bắc Hải, khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây, Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, các cơ quan khí tượng đã mở rộng cảnh báo về mưa bão đến sáng ngày 14 tháng 8 cho một số tỉnh bao gồm Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy, Tứ Xuyên, Cam Túc và khu vực Tây Tạng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết một số khu vực đó có thể lượng mưa hơn 70mm trong một giờ, cũng như dông bão, gió giật và mưa đá. Giới chức Trung Quốc đã đưa ra nhiều cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt và thảm họa địa chất. Thưa quý vị, cả một sườn đồi đổ sập xuống khu nghỉ dưỡng bên ngoài thành phố Đô Giang Yển, chôn vùi những người dân đang trốn cái nóng mùa hè. Giới chức Trung Quốc cho biết đến ngày 11 tháng 8, trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua ở miền Tây nước này đã gây lở đất chôn vùi khoảng 30 đến 40 người. Ngoài ra còn hơn 60 người mất tích và hàng trăm người mắc kẹt trong các đường hầm. Những ngày qua, nhiều khu vực rộng lớn ở Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa xối xả, khiến vùng núi non ở miền Tây Nam, điển hình là tỉnh Tứ Xuyên, dễ dàng xảy ra lở đất. Đài truyền hình quốc gia CCTV ngày 11 tháng 8 đã phát hình ảnh dòng nước bùn cuồn cuộn chảy, dù phóng viên cho biết mực nước đã giảm nhiều. Khoảng 2.000 người đã bị mắc kẹt trong một đường hầm đã được giải cứu hôm 10 tháng 8. Theo số liệu công bố trên mạng Sina Weibo, 1,45 triệu người ở Tứ Xuyên đang bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cho biết các đội cứu nạn đang nỗ lực khai thông con đường dẫn đến huyện Bắc Xuyên để ứng cứu 40 ngôi làng bị cắt đứt liên lạc sau trận lở đất làm trút xuống khoảng 1,5 triệu mét khối bùn đất và đá. Bắc Xuyên từng là tâm chấn trong trận động đất 8 độ Richter năm 2008, làm chết hơn 87.000 người. Tính rộng ra cả Trung Quốc, từ ngày 8 tháng 8 đến nay đã có hơn 50 người thiệt mạng và ít nhất 1,6 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ngoài ra, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy hoặc bị hư hại, giao thông ngừng trệ ở một số khu vực bị thiệt hại nặng. Tỉnh Tứ Xuyên có nhiều thương vong là do đất lở ập xuống một khu nghỉ dưỡng bên ngoài thành phố Đô Giang Yển. Toàn bộ một sườn đồi đã đổ sập xuống những ngôi nhà nghỉ, nơi dân cư thành phố đang trốn cái nóng mùa hè. Đường dây điện thoại bị đứt nên người dân phải chạy đến các văn phòng chính quyền gần đó kêu cứu. Một người dân địa phương kể lại, tôi nghe tiếng động lớn giống như tiếng sấm kéo dài 2-3 phút. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ bị chôn vùi mất. Hình ảnh phát trên đài truyền hình cho thấy một thung lũng đầy bùn và đá, chỉ còn những ngọn cây nhô lên. Các nhân viên cứu nạn chủ yếu sử dụng tay để tránh gây thương tích cho những người sống sót còn mắc kẹt bên dưới lớp bùn. Đã có 352 du khách được cứu sống. Lở đất và lụt lội thường xảy ra ở các khu vực miền núi ở Trung Quốc, mỗi năm làm chết hàng trăm người. Tuy nhiên, ở một số khu vực nước này, trận lụt vừa xảy ra được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Các bản tin cho biết, lượng mưa đo được ở Đô Giang Yển trong 40 giờ kể từ ngày 12 tháng 8 là 97cm và đây là trận mưa lớn nhất kể từ năm 1954. Ở một số khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, giao thông trên các cây cầu và dịch vụ xe lửa đã bị ngưng trệ. Ở huyện Bắc Xuyên, lụt lội đã phá hủy nhiều ngôi nhà và các hiện vật trưng bày tại đài kỷ niệm các nạn nhân của trận động đất năm 2008. Trận lũ lụt cũng làm sập một cây cầu gần 50 tuổi ở huyện kế bên, làm 6 chiếc xe lao xuống dòng nước chảy xiết và làm 12 người mất tích. Các dòng sông chảy xiết nhanh chóng tràn bờ, nhấn chìm các làng mạc,
nhiều khu vực ở Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên bị nước dâng cao đến tầng thứ hai các tòa nhà. Các cây cầu đá và nhà gạch dọc theo bờ sông phần nhiều bị cuốn trôi. Thưa quý vị, nhiều ngày mưa lớn khiến nhiều nơi ở Phúc Châu tiềm ẩn các mối nguy hiểm như mực nước dâng cao, lở bùn, sạt lở đất. Các quận, huyện ở Phúc Châu nhanh chóng tổ chức phòng tránh và loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra. Tại quận Lâm Xuyên vào ngày 12 tháng 8, những khu vực trũng thấp ở khu vực đê Trường Khải của thôn Châu Dương liên tục nổi bọt. Sau khi xác định điểm thiên tai là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, hơn 60 đảng viên và người dân đã cùng nhau tham gia công tác chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai. Tại quận Trung Nhân sạt lở, cây đổ, nhiều đoạn trên đường S-433 Tương Sơn bị ngập sâu khiến giao thông nhiều nơi bị gián đoạn. Chi cục đường cao tốc đã gấp rút sửa chữa từ sáng đến chiều, thu dọn 1.750 mét khối đất sạt lở 4 vị trí, thu dọn 22 cây đổ, nỗ lực hết sức để thông xe ở Tương Sơn. Đội cứu hỏa huyện tham gia cứu hộ, cứu nạn lũ lụt ở Tương Sơn, điều động 4 phương tiện, 2 xuồng xung kích và 2 xuồng cao su, giải cứu 27 người bị mắc kẹt, sơ tán 102 người. Tại huyện Nam Phong vào sáng ngày 11 tháng 8, đoạn từ làng Tây Đông đến làng Minh Dương, thị trấn Tử Tiêu đã xảy ra 3 vụ lở bùn và sạt lở đất, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường của hơn 2.000 dân làng Minh Dương và làng Hoàng Long Khang của thị trấn. Sau thảm họa, thị trấn Tử Tiêu đã nhanh chóng tổ chức hơn 10 cán bộ thị trấn vào làng, cùng người dân khẩn trương đến hiện trường để cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Vào ngày 12 tháng 8, nhà nông học cấp cao Vương Vân Quang của Trung tâm Khuyến nông Công nghệ Nông nghiệp huyện Nam Phong và các kỹ thuật viên khác đang xác minh diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ở làng Trung Hòa, thị trấn Bạch Thạch và hướng dẫn nông dân tự sản xuất. Tại huyện Quảng Xương, trong những ngày qua, huyện Quảng Xương hứng chịu lượng mưa lớn. Trước thiên tai, huyện Quảng Xương đã triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt, tổ chức đảng viên, cán bộ trên toàn huyện, cảnh sát vũ trang, lực lượng cứu hỏa cùng các chiến sĩ, đội cấp cứu phòng chống lụt bão, luồn sâu vào tuyến đầu chống lũ. Để thực hiện công tác ứng cứu khẩn cấp, cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Vào ngày 11 tháng 8, các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát vũ trang huyện Quảng Xương đang khẩn trương chuyển những người dân làng bị mắc kẹt trong thôn Kiều Đầu của làng Trúc Tây, thị trấn Cam Châu. Vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 8, đoạn thôn Bình Thượng, thị trấn Cam Châu, huyện Quảng Xương, quốc lộ G206-1835-300 bị mưa lớn, một cống thoát nước bị lũ phá hủy, giao thông bị gián đoạn và các phương tiện đi qua phải đi đường vòng. Đêm đó, Cục Đường Cao Tốc thành phố đã lãnh đạo Bộ phận Bảo trì Đường bộ, Cầu đường Cán Đồng, Viện Thiết kế và các đơn vị và bộ phận khác gấp rút đến Quảng Xương, đồng thời tổ chức một đội cứu hộ khẩn cấp đường bộ bao gồm nhân viên bảo trì đường bộ và quản lý đường bộ khẩn trương đến hiện trường để cứu hộ khẩn cấp. Tại huyện Lệ Xuyên, cá trong ao của một gia đình nghèo Trình Trạch Minh bị nước cuốn trôi. Mọi người có thời gian giúp bắt cá. Sáng sớm ngày 12 tháng 8, Tiết Kiến Tôn, trưởng thôn của làng Ngọc Khang, thị trấn Tây Thành đã đăng một tin nhắn này trong nhóm WeChat của cán bộ làng Ngọc Khang. Các thành viên của đội liên tâm, cán bộ thôn và cán bộ dân cư trong nhóm nhanh chóng chạy đến ao nhà Trình Trạch Minh để giúp bắt cá và cố gắng hết sức để phục hồi thiệt hại của anh ta. Trong cuộc giải cứu này, mọi người đã cùng nhau phục hồi hơn 2.000 cân cá chấm cỏ, trực tiếp giảm thiệt hại kinh tế hơn 7.000 nhân dân tệ. Lượng mưa lớn từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 8 đã khiến nhiều cơ sở cung cấp điện ở huyện Lạc Xuyên gặp sự cố. Tính đến 16 giờ ngày 12 tháng 8, 4 đường dây 10 kV của công ty và khoảng 5.000 người sử dụng đã tiếp tục truyền tải điện trở lại. Huyện Nghi Hoàng vào ngày 12 tháng 8, Lạc Xuân Sinh, một người đàn ông 70 tuổi ở làng Kiến Xã, thị trấn Đường Âm, huyện Nghi Hoàng, bị nước lũ bao vây. Với sự giúp đỡ của những người xung quanh, một cuộc giải cứu sinh tử đã được tiến hành. Nửa giờ sau, ông lão được áp giải thành công đến nơi an toàn. Vào sáng ngày 12 tháng 8, một nhân viên của trạm cấp điện đô thị thuộc chi nhánh cấp điện Nghi Hoàng của lưới điện nhà nước đã tiến hành một cuộc tuần tra đặc biệt trên đường dây nguồn màu cam 10 kV và nhận thấy rằng có một tình huống nguy hiểm trên cột 161 của đường dây và chi nhánh cung cấp điện Nghi Hoàng của lưới điện quốc gia đã ngay lập tức sửa chữa khẩn cấp. Sau 4 giờ đồng hồ, việc cấp điện cho hơn 800 hộ dân đã được khôi phục. Tại huyện Nam Thành, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mực nước các sông trên địa bàn huyện dâng cao. Tính đến 10 giờ sáng ngày 12 tháng 8, hồ chứa lớn thứ 3 ở Giang Tây, hồ chứa Hồng Môn ở huyện Nam Thành đã mở 3 cửa xả lũ trên đập tràn. Đập tràn 3 cửa bất ngờ mở, lũ ập vào thật ngoạn mục. Được biết, lưu lượng của đập tràn ở cửa thứ nhất là khoảng 600 m khối mỗi giây và tốc độ dòng chảy của đập tràn ở cửa thứ 3 đạt 1.800 m khối mỗi giây. Tại huyện Lệ An Lượng, mưa lớn đã gây lũ cao hơn 20 mét, cuốn trôi bờ kè sông phía trước làng Đông Đô, thị trấn Hồ Tây,
làm ngập nhiều diện tích đất canh tác. Các cơ quan chính quyền, trường tiểu học và trung học bị ngập, hơn 100 ngôi nhà của dân làng trong khu vực thượng nguồn cũng bị ngập. Bản hạ lưu do địa hình trũng thấp, tất cả các bản đều bị ngập, đường vào làng bị ngập, hơn 200 người dân đều đã di rời đến nơi an toàn trước khi lũ về. Sau lũ lụt, Ban Chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân huyện cũng nhanh chóng tổ chức đội cấp cứu dân quân đến thôn Đông Đô, thị trấn Hồ Tây để tiếp viện, vận chuyển cát, đóng bao và đặt bao cát, đồng thời các hoạt động sửa chữa khẩn cấp được tiến hành nhanh nhất. Sau hơn 1 giờ cứu hộ căng thẳng, bức tường bao cát cao 1 mét, dài hơn 20 mét đã được dựng, nguy hiểm đã được loại bỏ kịp thời, đảm bảo an toàn cho bờ kè và bà con nhân dân. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.